Hình ảnh đầu tiên mà phóng viên bắt gặp chính là những đống phế liệu nhôm và rác thải công nghiệp chất cao như núi. Nguyên liệu đốt là than đá, vải, cao su và nhựa. Lò đốt thủ công, khói đen khét nồng xả thải trực tiếp ra môi trường. Người đàn ông này xưng là quản lý cơ sở nấu nhôm, khẳng định cơ sở đã được cấp giấy phép hoạt động. Tất nhiên là phải có phép, người ta đang biết làm được chứ không sao ai người ta làm. Tuy nhiên chỉ sau đó vài giờ, khi phóng viên liên hệ với phòng tài nguyên môi trường huyện Trảng Bom cử cán bộ xuống địa bàn xác minh, thì các cơ sở nấu nhôm đã ngưng hoạt động và đóng cửa. Chủ cơ sở cho biết lò đã ngưng hoạt động từ lâu. Đến thì cũng lâu rồi đấy, cũng hơn tuần, hai tuần. Nhưng thực tế lại khác, hai lò đốt vẫn còn đỏ lửa. Các lò khác được ngụy trang bằng những vật dụng như thế này. Đại diện phòng tài nguyên môi trường huyện Trảng Bom cũng khẳng định các cơ sở ở đây chưa cơ sở nào được cấp phép hoạt động. Cơ sở này mà tiếp tục hoạt động mà khi mà chưa đảm bảo các thủ tục pháp lý theo quy định, mà chưa đảm bảo về cái vấn đề bảo vệ môi trường thì mình sẽ là tham mưu các cơ quan chức năng để xử lý thôi. Cũng theo ông Nam, chất thải công nghiệp không được tự ý đốt mà phải được xử lý tại các khu xử lý rác theo quy định. Hiện khu vực này có khoảng 9 cơ sở nấu nhôm, nấu muối, sử dụng nguyên liệu đốt là các chất thải có thể gây độc hại. Hai năm qua, dù nhiều lần bị xử phạt với mức 2,5 triệu đồng mỗi lần, nhưng vẫn hoạt động. Đại diện phòng tài nguyên môi trường huyện Trảng Bom Đồng Nai cho biết, nếu biện pháp xử phạt hành chính không có tác dụng, cơ quan chức năng sẽ tiến hành cưỡng chế.